mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Thanh Âm Quyền Năng. Cùng chào đón đội trưởng Xuân Nghị. Hôm nay con và em tới đây. Hả? Con và em tới đây. Con và em tới đây. Con và em là ai? Tưởng hai người không đó. Tại vì thực ra ta là thám tử Erdogan Quang Conan. Dù cơ thể bị teo nhỏ nhưng trí tuệ vẫn siêu phàm. Thủ phạm chính là ngươi. Đội trưởng Hoàng Sơn. Conan xin kính chào anh Đại Nghĩa. Conan xin kính chào anh Đại Nghĩa. Cùng gặp gỡ với bốn người chơi của ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Ngọc Việt Thi. Năm nay em 17 tuổi và em là một thành viên của nhóm nhạc B336 ạ. Mới 17 tuổi. À, năm nay em khỏi nói tuổi được không chị? À, được, được. Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của nhà ngươi. Hương cha cha hương ơi. Cậu nghĩ xem, đàn ông là cái giống loài gì? Xin được trân trọng giới thiệu với em, anh là chủ tiệm cầm đồ. Em móc gì đó ơi. Hả? Hành động vừa rồi của em đã làm con tim băng giá của anh tan chảy luôn rồi. Cái này, cái chồng em ngoài, em chọi thấy bạn. Đi điên rồi sao? Đừng chỉ cũng là bạn mà. Bạn hả? Mấy người dám nói là bạn hả? Bạn mày không làm như vậy đâu. Đừng có đem bạn ra mà viện cớ. Cô ta yêu anh và anh cũng yêu cô ta. Ai cũng có quyền được yêu cả. Nè Ly, tôi muốn hỏi cậu câu này. Thời gian qua cậu có coi tôi là bạn hay không? Cậu nghĩ coi. Đàn guitar tôi đánh được, đàn piano tôi cũng đánh được, cả đàn tranh tôi cũng đánh được nốt. Vậy mà đàn ông thì tôi không đánh được. Chị Thi khóc lắm khi thấy hắn ta chỉ cầm bồn đi trà xanh quá. Đón xem tập 1 được phát sóng vào lúc 20:25 ngày 21 tháng 5 năm 2021 trên kênh HTV7.